Đây, sẵn tiện khoe cho mến chữa bạn cái mẫu bút neo 10.42 màu đen rồi. Hôm nay khoe tiếp cái mẫu màu xanh quân đội nha mến chữa bạn. Đây, đó, hôm nay mang ra Vũng Tàu ngắm cảnh, quay phim cho mến chữa bạn tận hưởng nha. Đây, hôm nay trời rất là đẹp nha mến chữa bạn. Trời nắng đẹp cực kỳ luôn. Quá trời là tắm biển bên kia, nhìn thấy xíu xíu như mấy con... mấy con gì nhỏ nhỏ nhìn từ xa ha, xíu xíu mấy anh chị các bạn. Nhưng mà xíu nữa mình nhìn ống nhòm mình sướng nữa mấy anh chị các bạn ha. Đó, cảnh quan đồ quá đẹp luôn. Đây, cát trắng luôn ha. Nhưng mà ngoài kia là cát nâu nha mấy anh chị các bạn. Đây đưa ống nhòm mình nhìn thử ơi. Cho mấy anh chị các bạn tận hưởng bút neo 10.42 hôm nay đi biển nha. Đó mấy anh chị các bạn thấy gì chưa, phía kia là những chiếc thuyền đánh cá. Đó, đây mấy anh chị các bạn, đó, cái này thuyền thúng nè mấy anh chị các bạn ha. Đó, ok nha, đây, đó, đây là người ta tắm biển. Xa xa kia là một cái gọi là gì, khu dân cư mấy anh chị các bạn. Tầm khoảng 2 cây số. Đó, đây người ta tắm biển rất là nhiều luôn. Đây mến chịu bạn ơi. Đó, nhớ mến chịu bạn nha, nhớ đó. Đây một số người đá banh luôn nè. Đó, bóng bãi biển. Nhớ lưu ý cho mến chịu bạn một điều là khi mình sử dụng ống nhòm á, là mình nhìn là mình phải chỉnh nha mến chịu bạn nha, chứ không phải mình chỉnh một lần là mình nhìn hoài. Nhìn khoảng cách 50m chỉnh, 100m chỉnh, 200-300m chỉnh nha. Nhớ mỗi lần nhìn là mỗi lần chỉnh nha mấy anh chị các bạn. Đây, đó, hiện giờ dòng 10.42 bút neo này shop có 3 màu, màu xanh nè, xanh quân đội nè, màu đen với lại màu gamo màu lính nha mấy anh chị các bạn. Đó, cho nên là anh chị các bạn thoải mái chọn lựa luôn, thích màu nào alo shop có ngay lập tức ha. Đó, đây, mấy anh chị các bạn nha. Đó, mẫu bút neo 10.42 này shop bán cho anh em gọi là đi săn ong, tìm lăn rừng, đi du lịch ngắm cảnh, đi biển này kia, sử dụng rất là nhiều, để quan sát tàu thuyền từ xa nè, rồi để ngắm cảnh chụp hình nè, gọi là để giúp ích cho công việc của mình nha. Hoặc là những chú bác này kia có gọi là vườn tược ở rồng mênh mông á, cò bay gãy cánh luôn á, thì có thể dùng ống nhòm này để quan sát nha, kẻ trộm vô vườn trái cây của mình này kia, hoặc là bè cá á mấy anh chị các bạn ha. Đó, anh chị các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ 0817884482 để đặt hàng nha. Giá thành cực kỳ ưu đãi, hiện giờ đang khuyến mãi cuối năm nữa nha mấy anh chị các bạn. Anh chị các bạn nào nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn nha. Đó, rồi đừng quên like và đăng ký kênh của Dụng Cụ Du Lịch nha mấy anh chị các bạn, để có thể theo dõi thêm những clip gọi là hữu ích, giúp ích cho công việc của mấy anh chị các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại mấy anh chị các bạn. Chúc mấy anh chị các bạn đầu năm làm ăn thuận lợi, thuận buồm xuôi gió nha.